20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ 2 triệu học online, mạng đã tắt. Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo Hoàng Minh Sơn chỉ rõ, hai khó khăn lớn nhất trong việc dạy, học trực tuyến là thiết bị và đường truyền. Đây là vấn đề được trao đổi tại cuộc họp báo chính phủ tối ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tại cuộc họp báo, câu hỏi về khó khăn trong việc dạy học trực tuyến được chuyển tới Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Với 20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ cần 2 triệu lượt truy cập cùng lúc thì rất khó để đường truyền đảm bảo được, ông Sơn nói. Thứ trưởng Bộ Giáo dục cũng giải thích phương án khác trong việc dạy và học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là hướng dẫn các trường thực hiện, tận dụng các bài giảng điện tử, bài học điện tử để học sinh học ở nhà. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị một kho học liệu rất lớn. Riêng với lớp 1, ngành giáo dục đã chuẩn bị video bài học cho môn tiếng Việt và tiếng Anh khá đầy đủ. Các bài giảng video cũng đã phát trên kênh truyền hình quốc gia. Sau dịch bệnh, ông Sơn nhấn mạnh vào những nơi không có học liệu tốt thì cần các giáo viên dạy phụ đạo thêm để có chất lượng tốt nhất. Vị này nhắc lại tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không lùi năm học. Nơi nào có điều kiện thì cố gắng duy trì năm học, cố gắng giai đoạn này tận dụng cái gì đang có để dạy và học thật tốt, ông nói.